Chào chào mặt bằng tuyết kiếm giấy tờ đây kiếm trước đây à cho năm thứ mấy năm đi pon nạp làm buôn là sao you supposed to say it. You gotta roll your R's make sure these come out of come out or young rồi vậy tôi trong trâu á rồi vậy khả năng sẽ phụ ác mang cho không có bao khả năng vậy sẽ bị bắt vậy khó cái nhá vậy come out mình sẽ đáp án này come out đó vậy cũng phụ năng cố để trong học nhóm phụ được sao vậy được sao được dùn mong chứ bao nhiêu ấy cả nhiều trong một xíu có cái đa có bao mũi ách lâu ấy trọc crop chạy bên bùi bên ấy sạc luôn này mình sọc ấy mong chạy một trong rồi đường kia sẽ thể ở thành ở đây vậy trọc crop trong một xíu việc bên sạc luôn về trong ấy trong đuôi sọc they don't have a country of their own so don't make business with those minorities. I swear, you make business with those minorities, they're going to try to rob your land, your fucking money, your girl. And I feel sorry for that fucking dude. And the motherfucking, was it Mark, whatever? I feel sorry for the guy, he married a fucking wrong. Mark Zuckerberg? I'm sorry, dude, I got a name for him too. He married a fucking wrong dude. I feel sorry for you, dude. I feel sorry, you gotta fucking snip your kids' fucking genitals, whatever, dude. So they won't have kids, because you let the clones in our lives. Dude, they're gonna mess up everything. I'm telling you, they're not fucking like humans, like us humans and real aliens. You know, fucking see, we're fucking, you know what I'm saying? Fucking clones and shit. Dude, you're fucking. You say Yannick Hu. There's only one Yannick Hu, right? H-O-U, three letters last name. Before all this, Khmer beings, we do not have last names, right? I mean, Chmo Bikrai they are they? I mean, Chmo. Mon means first, and then don't say anything else because sometimes you know people say Simong. Simong means fucking concrete in Khmer language. Fucking Hmong people stupid. The moves they did, they fucking.